Năm 1387, nhận thấy thế lực của Lê Quý Ly ngày càng lớn, vua Trần Phế Đế bàn kế với quý tộc họ Trần đập đổ ông. Ngay lúc này, Lê Quý Ly cũng có những bước đi để chống lại nhà vua cùng Tôn Thất. Âm mưu phế lập vua Trần Phế Đế có thể coi là cuộc công phá có quy mô lớn đầu tiên của Lê Quý Ly vào triều Trần. Tháng 8 năm 1387. Lê đại nhân, ta nghe đêm qua trong phủ có thích khách, việc là sao? Coi như ta vẫn giữ được cái mạng này. Nhà vua cùng thái úy Trần Ngạc đang bí mật tìm mọi cách trừ diệt ngài để ngừa hậu họa. Tai vạ này không nhỏ đâu. Ngài nghe được nhà vua tính toán điều gì? Lê Quý Ly là sủng thần của thượng hoàng, diệt được Quý Ly không phải chuyện dễ. Việc này không dễ, nhưng nếu không sớm trừ khử Lê Quý Ly, chỉ e chẳng bao lâu nữa hắn củng cố được thế lực, tất cả Tôn Thất họ Trần sẽ chết dưới tay hắn. Vậy ra đám thích khách đêm qua là người của nhà vua. Vậy Lê đại nhân nên lánh ra núi Đại Lại để đợi biến động thì hơn. Không thể được, ngay trong phủ canh phòng cẩn mật mà thích khách còn vào mưu sát được. Nếu không phải Lê đại nhân mệnh lớn thì đã sớm mất mạng từ đêm hôm qua rồi. Giờ mà ra ngoài thì khó lo chuyện sống còn. Nếu không còn phương sách gì thì ta đành tự tử, chứ không để kẻ khác giết mình. Lâu nay trong lòng thượng hoàng vẫn rất giận về việc nhà vua giết con trai yêu quý của người là quan Phục đại vương. Nay quyền bính đều ở cả đại nhân mà vua lại mưu hại ngài thì thượng hoàng lại càng ngờ lắm. Cũng phải, trước đây thượng hoàng cũng biết nhà vua là kẻ u mê nhu nhược, không làm nổi việc gì. Nay thượng hoàng mà biết nhà vua bày mưu tính kế làm hại kẻ công thần nữa thì... Hay lắm, đại nhân có thể lợi dụng điểm này mà đi trước một bước, mượn tay thượng hoàng mà chống lại nhà vua, không chừng có thể biến họa thành phúc. Chi bằng, đại nhân hãy liều vào lại thượng hoàng, bày tỏ lợi hại, thì nhất định thượng hoàng sẽ nghe theo ngài. Thượng hoàng có nhiều con chính đích, nhà vua lại chỉ là phận cháu của thượng hoàng. Ngài cứ tâu rằng, thần nghe xưa nay không ai bán con để nuôi cháu, chỉ thấy bán cháu để nuôi con. May ra thượng hoàng tỉnh ngộ mà đổi lập con út là Chiêu Định Vương lên ngôi. Nếu thượng hoàng không nghe thì chết cũng chưa muộn. Được, không chừng đây cũng là cơ hội của ta. Ngày mai ta sẽ vào cung gặp thượng hoàng để tâu bày. Được thượng hoàng Trần Nghệ Tông che chở và tin cẩn, Lê Quý Ly đã nhân cơ hội này để tấn công trực diện vào sự cầm quyền của quý tộc và Tôn Thất nhà Trần. Liệu thượng hoàng Nghệ Tông có nghe theo lời của Quý Ly hay không, và việc lật đổ vua Trần Phế Đế sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đón xem trong tập phim tiếp theo. Ngày 6 tháng 12 năm Mậu Thìn 1388, sau 4 tháng nghe lời mật tấu gièm pha nhà vua của quan Đồng Bình Trương Sự Lê Quý Ly, thượng hoàng Trần Nghệ Tông nghe theo và quyết định phế bỏ vua Trần Phế Đế. Cuộc truất phế vua Trần Phế Đế diễn ra bất ngờ, đã gây nên một làn sóng phản kháng của quan quân và tướng sĩ nhà Trần. Bẩm bệ hạ, thượng hoàng mới ngự về an sinh, người sai điện hậu hộ vệ và chỉ huy hậu nội nhân gọi bệ hạ tới bàn việc nước ạ. Vậy ta phải đi ngay. Bái kiến thượng hoàng. Đại vương đã tới rồi, ta có việc hệ trọng cần thông báo cho đại vương đây. Chẳng hay có việc gì gấp gáp à? Thượng hoàng gọi Hoàng Nhi như vậy, phải chăng Hoàng Nhi đã làm sai điều gì khiến thượng hoàng phật lòng ạ? Đại vương hãy lại đây. Thượng hoàng, người... Thượng hoàng cho người bắt giam bệ hạ vào chùa Từ Phúc rồi. Chưa biết chừng lại theo lời Lê Quý Ly phế truất vua. Chúng ta là tướng chỉ huy quân Thiết Liêm,
Thiết Giáp, Thiết Sang, sao có thể để chuyện như vậy xảy ra? Chi Bằng đem quân vào, gây áp lực cho Thượng Hoàng mà cướp lấy nhà vua đem ra. Đi thôi. Trước đây, Duệ Tông đi tuần phương Nam không trở về, lấy con đích để nối ngôi, đó là đạo từ xưa. Nhưng từ khi quan gia lên ngôi đến nay, lòng dạ trẻ con giữ đức không thường, gần gũi bọn tiểu nhân, nghe lời Lê Á Phu, Lê Dư Nghị, dèm pha vu hãm công thần, làm lung lay xã tắc. Phải dáng làm linh đức đại vương, song quốc gia không thể không có chủ, ngôi báu không thể bỏ trống lâu, nên hãy đón chiêu định vương Trần Ngung vào nối đại thống, bá cáo trong ngoài để mọi người đều biết. Hoàng Nhi xin kính cẩn tuân theo. Thượng Hoàng ban chiếu phế vua rồi, phải đem quân vào cứu giã. Bệ hạ gửi cho các tướng quân giải pháp. Bệ hạ có ý không muốn chúng ta làm trái ý Thượng Hoàng sao? Việc phế lập Trần Phế Đế là một trong những cuộc phế lập rất thương tâm trong lịch sử. Sau khi phế truất vua Trần Phế Đế, Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông đưa con út là Chiêu Định Vương Trần Ngung lên ngôi. Vua chỉ ngồi giữ ngôi, không đủ sức điều hành đất nước, để cho quyền lực của Lê Quý Ly trong bộ máy chính quyền nhà Trần ngày càng lớn.